Akali lên hay sao? Nia lên hay sao? Bên ngay mà. Không không? Lời đi chứ lỗ gì. Nói em cũng không làm gì tôi cả. À không, tôi nhầm. Vì đấy. Sống không? Nó cho có mạng, cho có mạng. Của ông đấy, của ông đấy, của ông đấy, của ông đấy. Ơ tại sao lại thế? Ông chịu đốt mà. Ừ. Thế là thế nào? Chịu nha, cái đấy hỏi Riot. Dũng, kìa kìa nhá. Cẩn thận Akali nhá, cẩn thận Akali. Bro, anh bạn này tấu hài quá. Con kiểu nó xua tương tự ấy, kẻ to lông nó thứ. Tao bị thầy pinh cơ. Để nó khác một đường. Không sao, không sao, không sao. Tao câu của máu ấy. Ờ, con Lulu này nó lại lên cơn gáy này. Bro, anh bạn này combat một lúc xong thì anh bạn nhận ra anh bạn thua. Anh bạn này vui tính vậy. Ừ. Thằng thằng Lê Lê có thấy ở ở dưới đấy không? Thằng Lê Lê có dưới đấy không? Không. Đâu? Chắc không, thằng Lê Lê chuẩn bị nó lên nó giết tôi thì lại lại ngại, ngại tin 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 Dương à? Vậy. Ôi, cái gì đấy dưới? Ok nhá. Tôi khá chắc là nó ở dưới. Ừ, nó ở dưới mà. Đấy, đánh luôn. Nó ở dưới à? Nó ở dưới à? Bro. Nó ở dưới chứ còn gì. Đấy, ăn được rồi còn gì. Có đấy. Cái mạng này, chuối hết thế này. Chuối như con này nó đánh đầu. Mày phải lên chứ, mày đầy máu rồi, không lên mày một ai lên. Đợi, lên nó vét à? Tôi đi nào, tôi không sao. Có, đây, thấy có mắt này không? Tôi sẽ tay lên vào đây được chưa? Vậy kế hoạch là chúng ta sẽ bắt cặp boss nó. Bro, không. Kế hoạch đấy, kế hoạch đấy. Kế hoạch 200 năm hết. 2000 năm cân bằng. Nào đừng được không ấy. Bình tĩnh, calm down. Mọi thứ trong tầm kiểm soát. Ông làm sao ông hất được con... Con này... Con này được chưa? Đúng rồi. Con lợn. Con lợn nhựa này. Ý tôi là thế mà. Tôi tính là hất thằng AD mà. Không không, thực ra tôi không tính như thế. Nhưng mà tôi đang được gáy, tôi đang được gáy. Đang được gáy. Có thể đứng lại. Chuyện em thế nhỉ? Thằng Nê La Lê đúng không? Ôi ơi. Chết mẹ rồi đi. Chết rồi. Ôi, chết. Ôi, có được tiểu ông kìa, được tiểu ông kìa. Hay. Hay. Ui. Kiểu các bạn hết rồi, không mình à. Không ok lắm. Ok, cái này thì ok rồi. Bro, sao chết cả lũ à? Không ăn được không? Không ăn được. Còn lưu booking đấy. Không mặn được. Đúng rồi. Chúng ta không nên chơi thế nhá. Nào, Dương nó ulti ông đấy. À nhầm, Hải. Hất nó lên làm gì? Ông ăn đi, của ông hết mà. Ui, không phải của ông hết mà. Của ông hết mà.
Ơi, đây, 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 cái kết của AD, cái kết của AD nó đây rồi. Anh em. Bro, Không cái kìa, gì đây? Không rồi cái gì? Sao lại không rờ? nữa. Em bị rồi, tôi em rờ rồi. Cái này có chính. Ừ, hay. Em được rồi. Tôi đồng đây rồi. Cảm thức rồi. Tôi em xin lỗi, xin lỗi. Ui, bắn kìa. Sao không xem chối vào cái thằng ấy mà lúc tôi đẩy e ra ấy? Không mấy nữa. Sao lại không? Không, không kiểu tao không ấn được cái rồi. In... thôi 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 tối lại tôi lại không thấy vui. Thế là chết rồi. Không đánh đâu, Quốc ơi. Ai đánh đâu? Tôi có đánh, tôi không muốn đánh đâu. Nó bắt tao. Thấy vậy, đúng rồi. À, có lợn này, có lợn này. Nhờn. Chết, chết mẹ chưa? Phải bắt tao. Nghĩ gì vậy? Lại, nhớ lại tình xưa. Ui rồi, cover vein, đấy, cover vein. Đây là cái cover. Ây ôi, có lợn này. Cái đó, mắt cái bò nè. Mẹ yếu ấy nhỉ, công ty là chẳng có làm gì cả. Ui, những con gì nick của bọn chảy không? Chảy ấy rồi này. Chảy quá. Ai là nhìn ra đều bắn cháy với mình. Chịu 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 khó quá. Đây này lên. Đây rồi. Con lợn này. Đây rồi. Ui rồi đi ra. Cái gì đây? Rồi hai mà làm bị lô cướp gọi là được rồi.